Xin chào mọi người. Chào chang. Hôm nay nhà mình ăn gà, chà gà. Gà hấp sả ớt mọi người ơi. Gà này là gà thả vườn ở Hàn mọi người, nhưng mà nó cũng mềm vậy nè, chứ không có giống như gà Việt Nam mình. Chà. Quê ở ngang mới vô quê đó. Mình bằm sả với lại ớt, tỏi mọi người, mình sát lên đây nè. Sát lên con gà luôn cho nó thơm. Xong rồi ở dưới thì mình lót sả hấp. Con gà ở bên đây thịt nó không có vàng như của mình mọi người. Cho nên là nó không có được hấp dẫn như là gà hấp sả của mình. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Thơ liền đấy. Cái này là mình bằm sả bự bự chứ không có bằm nhuyễn. Cái này không có ăn. Bằm gì cho nó thơm. Tạp chan. Cái này là mình chấm với lại muối tiêu ớt, muối ớt chanh. Cái cũng theo bình luận là cho miếng đường vô nữa, cái bữa nay mình cho thêm miếng đường vô nữa thấy ngon hơn mọi người đó. Phải thử nha.1인 1닭? 한 명에 닭한 마리? 너무 Cái nước chấm bữa nay là ngon hơn mọi khi mình mới học hỏi ăn bốc cho nó ngon, mọi người thông cảm nha. Thôi luôn này. Cô bị một chắp anh là tác sát cho nên người á. Để ta xin này.원래 생선보다 닭이 더 맛있는 거야. 뭐 짭밥입니다. Đi câu không dính cá. Về mua gà đãi vợ luôn mọi người, tại quê quá mà. Cá mè mua nào hả cha? À, ô chứ ngờ hả cha? Đồng chưa? Này là đứa sức của đứa sức công nè, chồng mình mua gà về cái món này hôm nay mình làm. Bà, để tôi mà na về cả. Im luôn, mà anh cho nó nghe, tại cho anh cả. Cái gì mà anh chưa? Ăn một cái đùi không là cảm giác là nó muốn no rồi đó. Bữa nay Che quên bị bệnh rồi mọi người ơi. Hồi sáng ngủ dậy á, cái tự nhiên cái miệng bị sưng lên, sưng phù lên một bên gì nè. Cái mình cũng không biết là bị sao nữa, cái giật dậy bực dậy như lò xo luôn, chạy đi bệnh viện, chở đi bệnh viện xem có bị gì không. Mà đi khám thì bác sĩ nói là không không thấy có một cái hiện tượng lạ.
cho thuốc uống sợ nó bị ngứa ngứa đó, rồi xong rồi cho cái thuốc đó uống thôi chứ không có cái phát hiện là cái bệnh gì hết. Nhưng đi bắt đầu mình mới gửi đi học chiều về thì thấy nó bị lở lở kiểu như là nó bị bong bong nước mọi người, mà mình cũng không biết sao nữa. Rồi chắc mình phải chở đi bệnh viện, mà ngay cuối tuần nữa, ngay cuối tuần đó đi bệnh viện bình thường, không phải là bệnh viện tai mũi họng, tại vì cuối tuần bên đây là bệnh viện nghỉ hết mọi người. Thứ bảy chỉ làm việc được buổi 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 sáng thôi, buổi chiều không làm gì, còn buổi chủ nhật thì cũng nghỉ luôn. Mà bệnh viện 365 ngày thì nó không có hay. Trời ơi, nói ông gì mà dở cái vấn đề này quá, chồng mình sợ nóng. Anh chứ không ấy cái gạch thế. 물고기도 못 잡았는데 닭 먹고 다음에 힘내서 많이 잡아야지. 안게 많이 먹어. 다 먹었어? 뭐해? 새 먹어. 내가 안 깠는 거 아니면. 닭은 언제나 맛있는 것 같아. Người Hàn thích ăn gà mọi người, thích ăn gà hơn vịt. Người Hàn đa số là gà, thịt heo với thịt bò à. Còn mấy thịt khác không thích hùng. Chà, ổn nên cô xe đi cây. Anh nhỏ. Mắm mắm bật. Thấy bỏ. Mà sao? Ba ba. Thông thường cái loại gà bên đây á, mua hiếm cái con gà nào ngon mà nó cái ức nó dài, nó xớ xớ gì đó mọi người, mà cái này nó có xớ ngon rất là dai luôn. Nó gần giống cái gà Việt Nam mình nè. Má sao? Tha chút đây có mỏ ấy. Tha chút kìa. Cái mỏ nè. Chồng mình không có ăn ức gà. Nhìn chồng mình ăn gà là biết ngay chồng mình là không có phải là người tập thể dục. Người tập thể dục là người ta ăn ăn ức không mọi người, ăn ức gà không. Có sới này. Mà sao? Oh, mua đi. Sức bao mà gì bỏ tất cả. Lâu lưng ta đi mỏ. Mấy con chồng. 바꿀까? 아니 안 먹어. 아니 맛있어. 맛이 없어? 그냥 그래.
Bởi người ta nói là 10 người mà 11 ý đó mọi người. Có người ta thích ăn ức gà, có người ta thích ăn đùi, có người thích ăn cánh. Chồng mình thì đặc biệt thích ăn cánh, không có thích ăn đùi. Chơi qua thì thích ăn đùi. Cô mau không? Tạc xa chút sao? Mình cố gắng thăm ấy. Tệ cô. À rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. À, nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.